Dạ hello, xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với cửa hàng Di động Thành Phú nha. Hôm nay là thứ hai đầu tuần thì bên em cũng về một số mặt hàng mới cũng như một số dòng máy giá rẻ. Thì em sẽ báo giá cũng như là tình trạng máy trong video này luôn nha. Đầu tiên thì em xin nói nhanh về cái hình thức mua bán bên em. Bên em là cửa hàng Thành Phú chuyên điện thoại giá rẻ và linh phụ kiện mọi người nha. Facebook bên em là sử dụng một trang fanpage, mọi người có thể nhắn trực tiếp vào fanpage Di động Thành Phú giúp em nha. Đây. Trên này em vẫn đăng video bán hàng hàng ngày cũng như là những cái chương trình khuyến mãi trên này nha mọi người nha. Mọi người xem video trên này có thể là chia sẻ cũng như để lại bình luận thì sẽ trở thành những thành viên fan cứng bên em. Nếu như trên Facebook xem không rõ thì mọi người cũng có thể là vào ứng dụng YouTube gõ Di động Thành Phú cũng có thể là xem được những video, nói chung là trên YouTube này nó thì cái độ phân giải của nó sẽ rõ nét hơn nha. Số điện thoại liên hệ để mua hàng bên em đó là 0971 172 105 và lưu ý là bên em chỉ sử dụng duy nhất một số điện thoại này thôi nha. Chế độ bảo hành hàng hóa bên em khi bán ra thì sẽ là một đổi một trong vòng 3 tháng nếu máy lỗi cho nhà sản xuất nha. Phần mềm thì bên em sẽ bảo hành là trọn đời máy và bên em gửi hàng đi toàn quốc với 40.000 tiền phí vận chuyển mọi người nha. Và để tránh những cái trường hợp như là bom hàng cũng như một số cửa hàng cạnh tranh không lành mạnh á, thì bên em sẽ nhận cọc trước đó là 50.000 hoặc 100.000, sau đó bên em sẽ gửi hàng đi mọi người nha. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ vào những cái mặt hàng của ngày hôm nay. Ở đầu tiên thì cho mọi người thấy là ở đây em có được cái một cái lô iPhone 6S Plus nha. Đây là một cái lô iPhone 6S Plus, đây là hàng bên em thay vỏ mới luôn nha mọi người nha, tại vì cái lô này nó về nó hơi trầy xước cho nên bên em thay vỏ mới nha. Và đây là vỏ zin mới chứ không phải là vỏ linh kiện, vỏ lô đâu nha mọi người nha, vỏ zin luôn nha. Đấy. Vỏ zin đấy mọi người. Ở đây có bảng màu vàng gold cũng như là màu hồng gold. Đặc biệt là pin đó thì bên em sẽ thay luôn pin mới 100% cho quý khách hàng luôn nha. Đây. Em sẽ giảm bớt độ sáng tí nha. Pin bên em sẽ thay mới 100% luôn. Đây là bản 64GB nha mọi người nha, iPhone 6S Plus bản 64GB. Đây, bản 64GB. Nói chung là máy quốc tế full luôn. Nói chung là em bao cho mọi người là men rin màng rin luôn nha, men rin màng rin luôn. Những con này bên em bán ra vẫn sẽ bảo hành 3 tháng cho mọi người và phụ kiện thì là đầy đủ phụ kiện luôn, thì nó gồm có là ốp lưng nè, cường lực, sạc cáp và tai nghe. iPhone bên em thì khi mà bên em bán ra thì bên em sẽ cài đặt sẵn tất cả các chương trình cho mọi người cũng như là những cái ứng dụng mà mọi người yêu cầu luôn nha. Đấy. Tất cả những cái ứng dụng mà mọi người yêu cầu. Còn máy thì sẽ là máy nguyên zin đẹp rồi ha. Đấy. Vỏ đây là vỏ bên em lên mới luôn cho mọi người yên tâm nha, vỏ lên mới luôn. Nói chung thì nó cũng không có khác gì một cái vỏ zin hết, tại vì cái vỏ zin của nó hơi trầy xước cho nên là bên em thay mới luôn cho mọi người nha, bên em lên vỏ mới cho mọi người luôn. Cho mình sử dụng cho nó đẹp ha. Mình bỏ ốp cũng như là ốp lưng và cường lực thì bên em đã tặng sẵn rồi. Sạc cáp thì bên em cũng đã tặng luôn luôn rồi cho mọi người nha. 6S Plus bản 64GB lên vỏ mới, pin mới 100% luôn. Thì bên em đang bán ra với mức giá là 2 triệu rưỡi một máy nha mọi người nha. Chỉ có 2 triệu rưỡi một máy thôi. Nếu như quý khách hàng không lấy phụ kiện á, tức là mình không lấy bất kỳ món phụ kiện nào, sẽ được trừ thêm 150 ngàn nữa nha. Tức là mình chỉ lấy máy trần thôi, không lấy sạc cáp cũng không lấy ốp lưng cường lực, thì bên em sẽ giảm thêm 100 rưỡi nữa nha mọi người nha. Đấy. 6S Plus. Dòng này về chiến game cũng như là xử lý là ứng dụng hay là mình xài là một con máy chính thì khá là hợp lý luôn nha mọi người nha. Cực kỳ bền luôn và bên em bảo hành 3 tháng, phần mềm sẽ bảo hành là trọn đời máy cho mọi người yên tâm mà sử dụng nha. Và một lô phụ kiện tiếp theo thì ở đây cái dòng loa A2 thì bên em đã về rồi, đợt vừa rồi nó bị hết cái dòng loa A2 nha mọi người nha. Đây là dòng loa A2 nghe cực kỳ ấm luôn nha mọi người nha. Bên em thì đợt này nó cũng chỉ với giá là 220 ngàn thôi nha mọi người. 220 ngàn. Tất cả các đơn hàng dưới 500 ngàn thì bên em đồng giá là 30 ngàn tiền phí vận chuyển toàn quốc. Tất còn những cái đơn hàng mà trên 500 ngàn thì bên em sẽ là 40 ngàn tiền phí vận chuyển toàn quốc nha. Đấy. Khách hàng tin tưởng chuyển khoản thẳng thì sẽ được miễn phí vận chuyển nha. Đầu tiên bên trong sẽ gồm có một dây cáp sạc ha. Và đây là loa nha. Nói chung dòng này mình nghe khá là ấm. Đấy. Đây là bảng điều khiển của nó ha. Đầu tiên nó sẽ có là cái nút nút này là cái nút nguồn. Đấy. Đây là jack sạc, đây là cắm thẻ nhớ và USB và một cái jack tai nghe nha. Đây, đây bên hai bên màn loa nha mọi người nha. Nói chung là dòng này nghe khá là ấm luôn nha mọi người nha. Chỉ với mức giá là 220 ngàn thôi nha mọi người, 220 ngàn. Loa A2 nha mọi người nha. Đấy. Lô này thì em về được khá là nhiều, đợt trước thì cái loa A2 nó đang tạm hết mọi người. Tiếp theo nữa thì cũng là một lô máy giá rẻ, thì ở đây em về được hàng Samsung S9 nha mọi người nha.
Samsung S9 thì ở đây em sẽ có 3 màu, màu đen, màu tím và màu xanh, thì ở đây em sẽ bán đồng giá với nhau luôn. Lô hàng này thì nó đẹp khoảng tầm 98% luôn cho mọi người nha. Mình đánh đồng cho nó khoảng tầm 98 thôi. Chứ mất công có nhiều khách hàng rồi kêu ủa sao hàng cũ mà đánh đồng 99 rồi cao quá như vậy. Những dòng này là màn rinh sáng đẹp luôn nha mọi người nha, màn rinh sáng đẹp hết. Samsung S9 á, thì nó sẽ là RAM 4GB và bộ nhớ của nó sẽ là 64GB. Và những con này là bản Mỹ một SIM cho mọi người nha. Những con này thì về màn hình á, thì độ rộng của nó sẽ là 5.8 inch trước nè. Độ rộng là 5.8 inch nha. Màn hình là màn hình cong tràn viền nha mọi người nha. Đây màn hình cong rất là đẹp luôn nha. Nói chung là về nhìn vào cái màn hình này thì rất là đẹp. Độ phân giải của nó sẽ lên đến là 2K cộng thì mình cứ thoải mái luôn cho mọi người nha. Nói chung là cái độ phân giải thì rất là cao rồi. Bản Mỹ thì chạy chip Snapdragon bao cho mình chiến game mạnh mẽ luôn nha. RAM 4 bộ nhớ sẽ là 64GB. RAM 4 bộ nhớ 64 cho mọi người nha. Những con này thì pin của nó sẽ được 3000 ha, pin của nó sẽ được 3000. Samsung S9 cho mọi người nha. S9 thì nó sẽ chạy là một SIM, bản Mỹ thì nó sẽ chạy là một SIM. Quay phim dòng này thì rất là đẹp rồi. Nói chung là dòng S và dòng Note này thì quay phim rất là đẹp rồi. Những con này về mình quay vlog hay là mình làm về những vấn đề như là TikTok hay là Facebook, mình chuyên quay phim chụp ảnh đó, thì những con này nó mức giá nó rất là hợp lý, mà lại là camera của nó cũng rất là đẹp. Đây là quay phim cam trước nè, đây là chụp ảnh cam trước nha mọi người nha, đây là chụp ảnh cam sau. Nói chung là rất là đẹp và sắc nét nha mọi người nha. Samsung S9 thì sự lựa chọn khá là hợp lý luôn. Những con này hiện tại bên em đang bán chỉ mức giá là 2 triệu 9 thôi nha mọi người nha, chỉ 2 triệu 9 thôi. Đợt này thì mức giá rất rất là rẻ rồi nha mọi người nha, chỉ 2 triệu 9 thôi. Máy thì em sẽ đánh đồng khoảng tầm 98%. Đây là hàng đã qua sử dụng cho mọi người nha, lưu ý giúp em là đây là hàng đã qua sử dụng. Với mức giá 2 triệu 9 mọi người sẽ được tặng kèm đó là sạc nhanh nè, kèm theo đó nữa là một chiếc ốp lưng nha. Đấy, sạc nhanh và ốp lưng. Đấy, rất là đẹp nha mọi người nha. Nó vẫn sẽ có những cái phe phẩy nhỏ nhỏ nha, những cái xước xước nhỏ nhỏ, tại vì đây là hàng đã qua sử dụng, em đánh đồng chỉ có 98 thôi nha mọi người nha, chứ không phải là hàng mới 100% nha. Samsung S9. Nói chung là S9 thì cái sự lựa chọn khá là hợp lý hiện tại bây giờ, cho cái mức giá của nó thì hiện nó chỉ có 2 triệu 9 thôi, mà bản Mỹ chạy chip Snapdragon nữa nha mọi người nha. Tiếp theo nữa thì ở đây em xót được một cây máy tính bảng iPad 2 E2 nha mọi người nha, một cây iPad E2 bản 16GB 4G nha. Máy thì hàng đẹp 9899 luôn. Em sẽ bao cho mọi người là máy nguyên zin luôn nha, vân tay vân đồ đầy đủ nha mọi người nha. Đây mình thêm dấu vân tay đầy đủ nha mọi người nha. Đấy, iPad E2, dòng E2 này thì mình về chiến game cũng khá là mượt rồi nha mọi người nha. Chiến game này Zalo, Facebook, YouTube, TikTok, Liên Quân, Free Fire, PUBG Mobile gì đấy. Nói chung là chơi game là thoải mái rồi ha. Đấy, iPad E2 nha mọi người nha, bản 16GB, bản 4G luôn. Ví dụ như những chỗ không có wifi thì mình sử dụng là 4G luôn nha. Pin rất là cao nha mọi người nha. Ở đây em sót có một máy thôi. Đây, iPad E2 nha, màu xám đen tức là màu ray nha mọi người. Những con này về xử lý như là Zalo nè, Facebook nè, YouTube, TikTok, nói chung là phục vụ giải trí thì nó gọi là bao trùm luôn, trùm tất cả các món giải trí luôn nha mọi người nha. Về màn hình của con này á, thì dòng này á, trở lên thì nó là dòng cao thì nó sẽ sử dụng màn hình đó là màn hình Retina rồi nha mọi người nha. Đấy. Bản này sẽ là bản Nhật nha mọi người nha. Bản 16GB tất cả được lên iOS 15 nha mọi người nha. Tại vì những cái ứng dụng mà mọi người kêu là những ứng dụng đời cũ ấy, mà mình sợ những cái iOS như là 10, iOS 10, iOS 11, 12 gì đấy mà nó không tải được. Thì đây, có những con này lên đến iOS 15 rồi, thoải mái cho mọi người sử dụng nha. Đấy. Tất cả ứng dụng đều có thể tải được hết. Em bao tất cả ứng dụng luôn nha. Pin dòng này thì nó sẽ được là 7.300 nha mọi người nha, 7.300. Bên em bán ra thì sẽ gồm có là bao da nè, bao da tức là bao da gấp gập luôn, bảo vệ trước sau. Bao da và một bộ sạc cáp que chọc SIM nha. Thì với mức giá bên em đang bán ra là 3 triệu tư một máy nha mọi người nha. Ở đây thì em chỉ còn có một máy thôi, máy màu xám đen nha mọi người nha, máy đẹp 9899 luôn nha. Đấy, một cây màu xám đen nha mọi người nha. Những con này về mà quay phim chụp ảnh thì cũng khá là đẹp. Đây, thực hiện video call với cái mức camera này khá là đẹp nha mọi người nha. Đấy, iPad E2 về xử lý chơi game cũng mượt luôn nha mọi người nha, chơi game cũng mượt luôn ha. Chỉ với mức giá là 3 triệu tư thôi, đợt này nó mức giá khá là rẻ. Đợt trước thì nó khoảng tầm 3 triệu 8, 3 triệu 9, có đợt thì nó trên 4 triệu nữa. Nhưng mà đợt này thì bên em về nó khá là rẻ nha mọi người nha. Tiếp theo thì là Note 10. Note 20, em báo nha. Tiếp theo là Note 20 và S10 5G thì bên em cũng có nha mọi người nha. S10 5G thì bên em về được bản màu đa sắc với mức giá đầy đủ phụ kiện luôn nha mọi người nha. Note S10 5G.
S10 5G thì bên em nó là hàng đẹp keng chính chính rồi. Đầy đủ phụ kiện gồm có ốp lưng, cường lực, sạc cáp và tai nghe rồi, đó là đầy đủ phụ kiện nha. Còn Note 20, ở đây em xóa được một cây Note 20 màu đỏ nha mọi người nha. Cây này nó hơi nhâm nhâm một tí ngay cái góc này thôi nè mọi người. Đấy. Chỉ có một tí ti thôi nha. Còn lại là máy đẹp keng hết, màn rinh sáng đẹp hết nha mọi người nha. Cây này thì bên em đang bán ra với mức giá là 5 triệu 9 cho đầy đủ phụ kiện nha. Note 20 bản hàng nha mọi người nha. Note 20 5G bản hàng. Với mức giá là 5 triệu 9 là đầy đủ phụ kiện nha. Nếu như quý khách hàng mà không lấy phụ kiện, tức là mình chỉ lấy máy trần thôi, thì coi này em sẽ giảm thêm được 150 ngàn nữa nha mọi người nha. Giảm thêm 150 ngàn. Note 20 5G. Note 20 5G thì nói chung là những con này thì về quay phim chụp ảnh thì chắc là mình cũng không cần nhắc quá nhiều ha, tại vì nó quá đẹp rồi. Đấy, cam trước nè. Và đây là cam sau nè. Đấy, rất là đẹp nha mọi người nha, quay phim nè. Quay gần nè, góc rộng nè. Đấy. Đầy đủ chức năng nha mọi người nha. Về những con này á thì đầu tiên thì màn hình của nó sẽ rộng là 6.7 inch nha mọi người nha. Độ phân giải của nó sẽ là full HD cộng luôn. Đấy, bản hàng thì sẽ chạy chip Exynos nha. RAM của những con này sẽ là RAM 8GB, nó cho mình nâng cấp thêm khoảng tầm 8GB RAM nữa thì tương đương với RAM 16GB nha. Bộ nhớ của nó sẽ là 256GB. Phía sau của nó sẽ có 3 camera nha mọi người nha. Camera chính của nó lên đến 64 megapixel luôn nha. Hai camera phụ sẽ là lần lượt sẽ là 12 megapixel. Pin của những con này thì nó sẽ là 4300 nha mọi người nha. Pin được 4300 thì cũng cao ấy mọi người. Đối với mọi người cũng khá là cao ha. Sạc ở đây thì em sẽ hỗ trợ cho mọi người tặng kèm đó là sạc nhanh luôn nha mọi người nha, sạc nhanh luôn. Đấy, màu đỏ nha. Đầy đủ phụ kiện với mức giá chỉ có 5 triệu 900 ngàn thôi. Những cái dòng như là ở đây thì em sót được có thu được một cây iPhone 6S bản 128GB nha mọi người nha. Một cây 6S bản 128GB. Con này bên em đã đưa lên thay pin mới 100% luôn nha. Đấy. 6S nha mọi người nha, bản 128GB chỉ có một máy thôi. Con này em bán ra thanh lý cho mọi người chỉ mức giá là 2 triệu mốt thôi. iPhone 6S nha. Với mức giá 2 triệu mốt mọi người vẫn được tặng phụ kiện như là một bộ sạc cáp, một ốp lưng và cường lực nha mọi người nha. Đấy. Con này thì cái lưng của nó hơi nhâm nhâm một tí nha. Đấy, cái lưng của nó có hơi xước xước một tí nha mọi người. Đấy. Nhưng mà cái này em bỏ em tặng kèm ốp lưng, mọi người bỏ vào ốp lưng thì sẽ đẹp ngay nha. Chỉ với mức giá 2 triệu mốt thôi. Một con 6S, em sẽ bao cho mọi người là máy men rinh, vỏ rinh, màng rinh luôn. Pin là pin thay mới 100% nha. Chỉ có một máy thôi. Đây, pin thay mới 100% rồi nha. Phân tay vân đồ đầy đủ nha mọi người nha. Đấy. Chỉ có một cây 6S thôi. Mọi nếu như quý khách hàng mà muốn sở hữu một con máy cấu hình cao nha, cấu hình mà nó tất cả ứng dụng nó có điều có thể chạy được mượt mà ấy, và nhỏ gọn thì đây là một con 6S bản 128GB này thì cái sự lựa chọn khá là hợp lý nha mọi người nha. Đấy. Cam trước cam sau quay rõ nét hết nha. Bản 128GB nữa, tha hồ lưu trữ luôn nha mọi người nha. Với mức giá chỉ có 2 triệu mốt thôi. 2 triệu mốt là đã gồm kèm theo đó là một bộ sạc cáp, wireless SIM và ốp lưng cường lực rồi nha mọi người nha. Và tiếp theo là những cái dòng như iPhone 8 Plus. 8 Plus thì đợt này em về khá là nhiều. 8 Plus thì mức giá là 4 triệu 350 ngàn. Máy nguyên rinh đẹp keng luôn. Nói chung là hàng này là hàng đẹp keng chín chín luôn nha mọi người nha. Lô này về là hàng đẹp keng chín chín luôn. Em có màu đỏ và màu bạc nha. Đấy, iPhone 8 Plus. 8 Plus thì quý khách hàng biết rồi, cái về cấu hình cũng như cái sự lựa chọn của mọi người thì hàng iPhone 8 Plus cho nó là sự lựa chọn mà trước giờ nó kiểu như cái hàng này nó giống như iPhone XS vậy đấy. Đấy, nó không bao giờ mà nó bị trì, nói chung là không bao giờ giờ bị đi xuống cấp đó mọi người, tức là xuống đời ấy. Hàng 8 Plus mọi người lựa chọn khá là nhiều, vân tay vân đồ đầy đủ nha mọi người nha. 8 Plus màn hình rất là rộng luôn đấy. Với mức giá chỉ có 4 triệu 350 ngàn thôi. 4 triệu 350 ngàn thì mọi người đã được tặng đầy đủ phụ kiện rồi. Nếu mà mọi người không lấy phụ kiện nó sẽ được giảm thêm 150 nữa nha mọi người nha. Và những cái dòng như là Redmi 6A nè. Redmi 6A bên em thì chỉ có 900 ngàn thôi nha mọi người nha. Đấy. S9 Plus bên em cũng có nha. LG V50S, những cái hàng màn ám thì bên em chỉ có 2 triệu 3 thôi. iPhone 11 Pro có nha. Và đó là những cái mặt hàng mà em muốn lên giới thiệu cho mọi người trong video của đầu tuần ngày hôm nay. Thì quý khách hàng mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại giúp em, đó là 0971172105 nha. Em xin kết thúc video sớm ở đây. Rất cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian xem video trưa hôm nay của em nha.